Mình đã sinh ra trong một thế giới xung quanh toàn là nước. Ở bên cạnh mình có một cái cây và nằm trên một cái vùng đất rất là nhỏ. Mình không biết đây có được gọi là cái đảo hoang hay không nữa, tại vì nó bé xíu à. Mình cảm giác như là mình đang chơi Skyblock, nhưng mà bên cạnh mình lại không có cái dương thượng. Có nghĩa là mình sẽ không có những cái công cụ đầu tiên trong game ấy. Và trong thế giới này cũng không hề có mod hoặc là data pack nào cả, mình sẽ phải sinh tồn như bình thường. Và quan trọng là mình cũng chỉ có một mạng duy nhất. Nhiệm vụ của mình là sẽ phải làm giàu trong cái thế giới này. Và liệu rằng mình có thành công hay không thì các bạn cùng xem clip nha. Và mình là Kira. Đây là video tóm tắt 100 ngày Minecraft sinh tồn trên đảo hoang nghèo nhất trong Minecraft. Chúc các bạn xem video vui vẻ. Và trước khi vào video thì Honkai Star Rail vừa mới cập nhật phiên bản 2.6 bên nền sử mặt pháp của Pakani. Hứa hẹn sẽ có rất nhiều điều thú vị chờ chúng ta khám phá. Đầu tiên chúng ta sẽ có nhân vật mới là Rappa, là thành viên của cảnh Minh Dân Hà, là một ninja yêu thích văn hóa thời thượng đường phố, tôn sùng trừng trị cái ác và tuyên dương cái thiện. Là một ninja thời thượng, trang phục của Rappa chứa đầy các yếu tố ninja và thịnh hành. Trong tay cô cầm thanh kiếm ninja màu đỏ, đầu đội mũ sừng quỷ màu đỏ và cả giữa thắt lưng cũng đeo hai thanh kiếm trắng. Hình ảnh thiết kế của Rappa tràn ngập yếu tố graffiti đường phố. Trong hình ảnh thiết kế, Rappa cúi đầu cầm mũ, tỏ vẻ hào hứng với thử thách sắp tới. Về đặc điểm chiến đấu và đề xuất cách chơi, Rappa là nhân vật vận mệnh trí thức thuộc tính số ảo. Chiều hướng tấn công của cô ấy thì siêu ngầu luôn. Mỗi khi cô ấy thi triển tấn công thường và chiến kỹ tấn công kẻ địch đều sẽ dồn sát thương tạo ra hiệu ứng graffiti đẹp mắt. Khi Rappa thi triển tuyệt kỹ, cô ấy sẽ mang kính bảo hộ và nhắm bắn vào kẻ địch. Đổi sang góc nhìn thứ nhất mang đến cho người chơi trải nghiệm sống động như thật. Ngoài ra, Rappa thi triển bí kỹ có thể ngồi trượt ván để trượt dọc đường, sẽ để lại hiệu ứng phun sơn. Gặp kẻ địch sẽ dùng ván trượt để mà tấn công đối thủ. Tiếp theo chúng ta sẽ có hai nhân vật quay trở lại là Acheron và Aventurine. Acheron là nhân vật vận mệnh hư vô thuộc tính lôi, là một băng sơn mỹ nhân phong cách Nhật Bản. Trên áo choàng màu tím chứa đầy các nguyên tố hỏa diệm xà cốt quỷ, tượng trưng cho cái chết. Vũ khí là một thanh tachi. Còn Aventurine là nhân vật vận mệnh bảo hộ thuộc tính số ảo. Aventurine cực kỳ chú trọng ngoại hình, có niềm đam mê cuồng nhiệt với hàng hiệu, mặc quần áo rất đắt tiền, rất phách lối. Bị Sparkle chê là khổng tước bé nhỏ. Ngoài ra chúng ta vẫn còn nhiều sự kiện thú vị khác, điển hình là sự kiện học viện âm nhạc với chủ đề chính là game âm nhạc. Người chơi phải lôi kéo sinh viên của các học viện để lập các ban nhạc riêng và hoàn thành buổi biểu diễn âm nhạc. Và dành cho bạn nào chưa biết thì Honkai Star Rail là tựa game RPG vũ trụ kỳ ảo mới đã nền tảng do Hozoverse, nhà phát triển Genshin Impact sản xuất. Game có thể tải miễn phí trên PC, PS5 và thiết bị di động và có thể chia sẻ dữ liệu trên đa nền tảng. Tải game và nhập mã đổi ở bên dưới để nhận ngay 50 ngọc ánh sao nha. Bây giờ thì chúc các bạn xem video vui vẻ. Ngày đầu tiên thì chắc chẳng cần nói các bạn cũng biết mình làm gì đúng không? Ngoài cái việc chặt cây ra thì còn có gì để làm trên cái đảo này đâu. Và chặt cây xong thì mình chỉ có thể đứng đợi thôi, không có gì để làm cả. Đây là cả một cái gia tài đấy. Đó. Đợi cho cái mầm cây nó rớt ra và chúng ta sẽ lại đợi cho nó lớn. Ôi là trời. Cho những ngày đầu tiên thì những thứ mình có thể làm là chặt cây, trồng cây và đứng đợi, xong lại chặt cây, trồng cây và đứng đợi. Và để có thể trồng được nhiều cây hơn thì mình đã mở rộng cái đảo của mình ra. Nhưng mình đã phải rất là tiết kiệm cái số đất của mình. Mình chỉ dám lấy một góc nhỏ thôi, còn lại thì mình vẫn phải để nguyên. Và mình còn nhận ra một điều là cây nó sẽ không phát triển vào ban đêm. Có nghĩa là mình sẽ phải đứng đây, chỉ đứng thôi, không có gì để làm cả. Đợi đến khi trời sáng thì cây nó mới chịu lớn lên cho mình chặt. Để an ủi bản thân thì mình đã tự xây cho mình một ngôi nhà. Mỗi tội là thiếu vật liệu quá, xây xong thì không có khác gì cái nhà vệ sinh đâu. Ban đêm thì mình chui vô nhà đứng, còn ban ngày thì lại đi ra ngoài và tiếp tục chặt cây. Các bạn có biết gì không? Cái công việc nhàm chán nó không có đáng sợ. Cái điều đáng sợ là các bạn biết là ngày mai các bạn sẽ phải tiếp tục làm cái công việc nhàm chán đấy. Tự thưởng cho bản thân một quả táo và lại chờ đến ngày mai. Hứa hẹn một ngày sẽ y chang ngày hôm nay. Cảm giác là khi trời mưa thì cây nó sẽ mọc chậm hơn trời nắng. Mình đứng đợi mãi mà không có cây nào mọc. Trời ơi, giờ tôi phải quý trọng từng gốc cây một. Bình thường chơi sinh tồn thì đâu có tiết kiệm 10 cây này đâu. Đúng là trong hoàn cảnh khó khăn chúng ta mới biết giá trị của cây. Cái gì mình nhiều quá thì sẽ bị mất giá trị. Để có nhiều gỗ hơn thì mình đã mở rộng cái phần trồng cây ra. Mình đã phải tiết kiệm đến từng cục đất, mình không dám lãng phí một cục đất nào. Nó có rớt xuống biển thì mình cũng phải chui xuống biển để mà nhặt nó lên. Và thế là bây giờ mình đã có một cái trang trại cây. Chặt hết cây này thì lại qua cây kia để chặt, đỡ bị lãng phí thời gian.
Mặc dù Đường Đường là một cái chủ trang trại cây lớn nhất trong cái thế giới này rồi, nhưng mà hiện tại cuộc sống nó vẫn quá nhàm chán các bạn ạ. Ngoài cái việc ngày chặt cây, tối vào nhà đứng thì chả có gì để làm cả. Mà cũng do là cái trang trại là quá tối rồi, mình là cố tình đặt slab ở dưới để cho đám zombie nó không spawn. Nhưng mà thấy quái nào nó vẫn chịu hồi được trên cái cục đất. Rõ ràng là trên cục đất có mầm cây rồi nhưng mà nó vẫn spawn được. Rồi xong. Để cho an toàn hơn thì mình đã phải lấp khối cỏ ở giữa đi. Nhưng mà mình cũng phải cẩn thận một chút. Đây là những cục cỏ duy nhất còn tồn tại trong cái thế giới này. Chỉ cần mình lấp đi thôi thì sau này sẽ không còn khối cỏ nữa. Và mình cũng phải sửa lại cái nhà, thêm một cái cửa vô. Trông nó hơi phèn nhưng mà... nó phèn thật. Anyway. Sắp trông nó giống cái nhà vệ sinh như thế. Mặc dù là cuộc sống trên đảo của mình bắt đầu nguy hiểm hơn, nhưng mà nó cũng không quá ảnh hưởng. Tại vì ban đêm dù sao cũng chẳng có cây để chặt, mình đứng trong cái nhà vệ sinh cũng rất là an toàn. Còn ban ngày thì cái đám quái nó cũng bị lửa cháy. Thế cho nên là... chả sao cả, cuộc sống của mình nó vẫn như bình thường thôi. Chăm chỉ mãi trong một khoảng thời gian thì mình cũng đã đủ số lượng gỗ để mà xây một cái máy farm quái. Tiếc là bây giờ mình vẫn chưa có xô nước. Nhưng mà thôi, cứ xây đại đi. Có còn hơn không. Do là trong thời gian đầu mình cũng chỉ có dành thời gian để chặt gỗ thôi, cũng không có thời gian để chém quái để làm gì cả. Kinh nghiệm thì mình cũng không có cần. Thành ra là mình đã cố tình xây nó cao một chút để cho cái đám quái rớt xuống đây thì nó sẽ chết luôn, mình không cần phải chém. Với cấu trúc này thì đúng với kiểu cái câu tục ngữ há miệng chờ sung ấy, mình chỉ việc đứng bên dưới. Nhảy lên cái cửa sập là mình đã nhặt được item bên trên rồi. Và thế là mình đã đủ số lượng tơ nhện để làm 3 cục len và đã có cái giường đầu tiên. Trời ơi, ra đạo hoang mấy ngày trời giờ mới được chợp mắt. Và thế là cuộc sống trên đảo của mình đã có một sự update. Ban ngày thì mình sẽ ra đây chặt cây. Chặt hết cái đống này thì cũng bắt đầu đến tối cất đồ. Mà xong đấy chạy qua cái máy farm để bắt đầu nhặt những cái item nó kẹt lại. Và rồi đi ngủ và reset vào ngày mới. Công việc nó lại lặp đi lặp lại như thế. Để mà nâng cấp chất lượng cuộc sống trên cái đảo thì mình đã cố gắng chờ đợi một ông thương nhân spawn. Mình đã làm thêm một cái sàn mới ở ngay bên cạnh. Nhưng mà mình cảm giác cái sàn này để ở đây nó sẽ bị ảnh hưởng đến máy farm. Và cái máy farm nó cũng ảnh hưởng đến cái sàn luôn. Thành ra là cái ông thương nhân nó cũng chả đến. Mình sẽ đi xa hơn ra một chút để mà làm một cái sàn mới lớn hơn, rộng hơn. Hy vọng là với cái sàn này thì ông thương nhân có thể nể mặt tí mà đến. Rồi, chưa thấy ông thương nhân đâu nhưng mà zombie nó nể mặt mình hơi nhiều ấy. Anyway, nó chặn kín đường về rồi. Trời ơi. Rồi. Đó. Giờ mình sống hèn này này. Giờ mà bảo mình solo với cái đáp này thì mình chịu. Chỉ có về nhà ngủ rồi trời sáng không quay lại thôi. Ui. Vậy là mình đã hoàn thành xong cái sàn bự ở bên kia. Còn cái sàn nhỏ này thì để cho cái đám quái đỡ spawn thì mình sẽ lấp nó lại. Thật sự thì với cái rìu gỗ trong tay mình lười ấy, mình không thể nào đập hết cái này được. Thôi thì lấp lên cho nhanh. Trong Minecraft nó có một cái mẹo là khi mà chúng ta đi xa thì cái đám quái ở trong khu vực đấy nó sẽ despawn, nó sẽ biến mất. Thì mình đang muốn sử dụng cái đấy để cho cái đám quái kia nó biến mất nhưng mà... mình nhận ra là khu vực nước này nó bé tí tẹo à, tí nữa thì cúc luôn cái thế giới rồi. Thôi, có lẽ là mình sẽ phải tự chém cái kia bằng tay. Anyway. Và thật sự thì mình đã phải đứng ở đây rất là lâu thì cuối cùng có một ông thương nhân qua thăm tôi rồi. Cuối cùng tôi cũng có gặp một người đầu tiên trên cái đảo này rồi, trên cái thế giới này rồi. Loài người vẫn còn tồn tại. Trời ơi, nhưng mà bán cái gì đây? Ông ấy bán cho mình một cái mầm cây về giá là 5 lục bảo. Nhưng mà ông ơi,
Ông có biết là tôi là người duy nhất trên thế giới này không? Đâu ra con lộc bảo bán cho ông trời. Để cho chắc ăn thì mình đã tạo một cái file backup của thế giới và rồi mình bắt đầu mình gõ vào đầu ông này. Mình sẽ phải căn sao cho ông này còn đúng một nửa máu. Rồi, backup phát nữa cho chắc. Mình sẽ phải căn sao cho để ông này chỉ còn một hit thôi. 2 này, 3 này, 4, 5, 6, 7. Vậy là giới hạn là 6 cái đập. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok. Vậy là ông này bây giờ sẽ chỉ còn một cái đập thôi. Mình sẽ backup cái map này lại thêm một lần nữa. Và bây giờ mình sẽ có vô hạn số lần đập với một ông thương nhân một máu. Để mình giải thích cái này một chút nha. Bình thường tác dụng của mấy ông thương nhân này để giúp chúng ta đổi đồ đúng không? Và tác dụng thứ hai là khi mà chúng ta giết ông đấy sẽ nhặt được hai cái dây thừng. Nhưng mà nó còn một cái tác dụng nữa cơ. Là khi ban đêm thì mấy ông này sẽ uống thuốc tàn hình. Các bạn thấy đấy, ông ấy tàn hình rồi. Và khi ban ngày sáng đến ấy, thì ông ấy sẽ uống một số sữa để mà giải cái hiệu ứng thuốc. Đó, ông này cũng ghê gớm á, ghê gớm á. Biết nhiều thứ á. Đó, uống sữa này. Và công việc của mình là sẽ phải căn đúng lúc ông ấy lôi số sữa ra uống. Mình sẽ bộp cho ông ấy một cái. Nhưng mà bây giờ mình lỡ quên không căn rồi. Chúng ta sẽ lại về đội ban đêm để ông ấy uống thuốc tàn hình. Và lại về đội đến sáng hôm sau. Nhưng mà ông ấy vừa cầm số sữa thì mình sẽ make backup một lần nữa. Và tiếp theo là dựa ở may mắn, chúng ta sẽ vô map và gõ liên tục vào đầu ông ấy. Bom 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 bom. Hơi chậm rồi. Ông ấy uống xong sữa rồi. Mình sẽ phải cố gắng căn đúng lúc ông ấy uống sữa thì sẽ có một tỷ lệ. Không phải là 100% rớt sữa nha. Mà nó sẽ một tỷ lệ nhỏ nhỏ nào đấy. Đó, không kịp rồi. Mình đã tắt shader đi rồi nhưng vẫn không kịp. Mình sẽ phải giảm tầm nhìn xuống để mà vào map được nhanh hơn. Do là mình đã backup map rồi cho nên là chúng ta chỉ việc spam thôi. Cứ vô đi vô lại rồi gõ thôi. Đó, còn dựa may mắn nữa. Let's go, trời ơi. Nãy giờ mỏi tay lắm rồi. Nó phải tầm gần 2 tiếng các bạn ạ. Nó không hề, tỷ lệ nó không hề cao đâu, nó thấp tẹt rồi. Vậy là mình đã có miễn phí một cái show. Và mình có thể lấy điểm vào múc nước. Giờ chúng ta sẽ ăn mừng một chút đã. Không có pháo hoa thì nổ tạm creeper ăn mừng. Để cảm ơn ông kia thì mình sẽ nuôi hai cái đứa con của ông ấy. Coi như là lòng biết ơn. Và có là số nước thì mình cũng đã sửa thành công cái máy farm. Bây giờ công suất của cái máy farm nó cũng lớn hơn rồi. Chứ trước mãi nó mới rơi là một con này. Bây giờ nó bắt đầu rơi liên tục rồi đó. Theo như nguồn mô tả của cái map thì trong thế giới này không có bất kỳ một công trình nào cả. Nhưng mình vẫn sẽ exit để mà đi tìm cái stronghold. Mình khá là tò mò là trong cái thế giới này mình có cần đánh rồng hay là không. Nhưng cái công trình kiểu như dân làng ấy chắc chắn là chả có rồi. Nhưng mà stronghold chẳng lẽ lại không có ha. Và thế là mình đã phải đi một con đường hơn 2000 block. Trời ơi nó mỏi tay điên. Đi mất một ngày một đêm trong Minecraft nó cũng tầm 15 phút ngoài đời đấy các bạn ạ. 15 phút mà tay mình phải đè nút ship thì các bạn hiểu rồi ha. Gần đến nơi thì mình phát hiện ra là khu vực này nó có mỗi một cái cục gì đấy. Không thấy stronghold đâu cả. Suy ra là trong cái thế giới này mình sẽ không cần đánh rồng. Nó sẽ không có công thức nào để mà chế tạo ra cái khu vực đánh rồng đâu các bạn. Tại vì trong cái thế giới này hầu như là không có mod. Mình chỉ thêm mỗi cái mod để mà cài shader thôi. Còn lại chúng ta sẽ phải chơi vanilla. Mà không mỗi cục để mà qua thế giới DN thì chúng ta sẽ không thể nào đánh rồng được. Mà nói thẳng ra thì cái việc đánh rồng trong Minecraft là dễ quá ấy. Giờ việc của chúng ta là cố gắng để mà giàu trong cái thế giới này. Vậy là đi một con đường hơn 2000 block, thứ mình lấy được là một cái vạc và một số lava. Chạy về đến nhà thì trời cũng đã tối. Trước mặt mình là 500 anh em đang chờ đón mình về nhà. Ở trong kia có nước còn bơi thuyền về được, còn ở chỗ này thì thôi, đứng đây thôi, hết cứu. Có được Solava để thứ đầu tiên mình nghĩ đến là một cái máy farm đá. Mình đã suy nghĩ rất là nhiều. Trong cái thế giới này mình toàn là gỗ thôi. Mà thứ duy nhất bằng gỗ mà không bị cháy mình nghĩ ra được là dương. Mình sẽ dùng cái dương để làm một cái máy farm đá. Và mình đã quyết định xây cạnh cái máy farm quái để cho có thể vừa farm đá vừa nhặt được item rớt từ trên xuống. Nhưng mà mình quên mất là lava trong cái game này nó có thể cháy qua bluetooth được. Mình đã cố gắng mình để xa ra rồi nhưng mà
Lúc mình phát hiện ra là nó cháy lên cái máy farm thì cũng đã quá muộn rồi. Mình đã quá chủ quan. Và cái giá phải trả đó chính là... mày quá... Ê ê ê ê! Ê cháy lên trên kia rồi! Ây! Ây! Kêu 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 kêu! Chưa cháy! Ôi sao mày? Có mùi khét khét rồi đấy. Dập. Đừng mà... Ôi hồi ôi! Cháy nhanh đi! Ha. No, trời ơi, lại còn quái đánh nữa. Chứ không sao. Chắc mình chỉ bị cháy mỗi cái cột này thôi, trên kia còn nước chắc không cháy lên đâu. Ôi mà đừng chăng độc nữa ông ơi. Ê! Ê nó cháy cả nước kia ê. Ha. Ê đừng có nói là cháy nguyên cái máy farm nha. Đây nha. Nào. Không vui đâu. Nào. Ở trên là nước mà sao cháy được vậy? Nó cháy hết tận đêm luôn các bạn ạ. Giờ nó vẫn cháy. Ảo thật. Hôm nay mình để tạm cái lava thôi. Nãy mình nhớ ra là có cái vạc thì đâu. Mất khổ thế đâu trời. Trời ơi. Còn gì nữa đâu. Cả một gia tài. Gia tài duy nhất. Trong lúc đang lấy đất để mà xây tạm một cái farm đá mới thì mình mới phát hiện ra một thứ là cục xương nó cũng không có cháy. Trời ơi, mình có thể lấy xương từ cái máy farm mà chế ra block xương. Trời ơi, nay mà nghĩ ra sớm một chút thì đâu có sao đâu trời. Bà ấy, tất cả là tại bà. Bà sao mọi người? Cái chết không phải là sự dày vò đau khổ nhất đâu. Tôi sẽ cho bà ra đây, cho bà nếm trải cái sự cô đơn tột cùng. Đấy, ngồi đấy. Cút nạ. Ngồi đến cuối đời đi. Hế? Thế nó spawn ra được con gà này. Đã à? Thật ra là cũng lại tại mình ấy. Hồi nãy mình chủ quan quá. Thật ra là mình muốn xây cạnh mấy farm để mà có thể vừa nhặt đồ vừa farm đá. Một công đôi việc. Làm lại các bạn ơi. Không đừng nạn. Dù sao thì chúng ta cũng đi đến chặng đường. Đến bây giờ là chúng ta cũng đã cố gắng rất nhiều rồi. Không được buồn. Không có gì phải buồn cả. Mẹ ơi. Cuối cùng thì mình cũng đã nâng cấp được lên công cụ bằng đá. Và có đá để làm một cái lò nung. Thứ đầu tiên mình nung là gỗ để mà lấy than. Và thế là từ giờ trở đi mình đã có đuốc. Không sợ đám zombie spawn ra nữa. Trời ơi. Mấy chục ngày rồi giờ mới bắt đầu có đuốc. Cú sốc tâm lý từ cái máy farm quá lớn. Thế là mình quyết định sửa cái máy farm đá và treo máy ở đây. Giờ không có một tí hướng nào để mà chơi Minecraft nữa rồi. Xây tạm máy farm đá xong treo máy ở đây đập đá. Thì sẽ có đá để mà dùng. Do là mình cũng treo máy đập đá khá là lâu, thế cho nên là xung quanh mình xuất hiện rất là nhiều quái. Chủ yếu là từ cái máy farm bị hỏng nó rớt xuống, chứ xung quanh thì mình cũng cắm đuốc hết cả rồi. Ôi giời ơi, quá nhiều hệ lụy từ cái máy farm kia. Và trong cái rủi thì cũng có cái may, mình vô tình phát hiện ra một con zombie dân làng trong cái đám quái. Và giờ mình cũng mới phát hiện ra là zombie dân làng nó sẽ không bị đuối nước nha. Zombie thường sẽ bị đuối nước, còn dân làng thì không. Cũng một kiến thức. Tạm thời thì mình sẽ cứ nhốt ông này lại trước cái đã. Lên đây ông ơi. Đúng rồi. Mình sẽ set up sẵn luôn. Mình sẽ cho một ông dân làng và một con phù thủy đứng ở một góc nào đấy hợp lý một tí. Để cho nó chọi chọi. Giờ thì mình chưa có táo vàng nhưng mà cứ để sẵn ở đây đi. Sau này kiếm sẽ rất là mệt đấy. Giờ nó tự ra thì cũng đỡ. Mà thấy quái nào người xui lại gặp may mắn các bạn ạ. Mình lại kiếm được thêm một con zombie dân làng nữa mà không cần đi tìm. Tự xuất hiện luôn. Tính ra cái máy farm kia hỏng lại hay ấy chứ. Cái máy farm mà không hỏng thì cái việc kiếm zombie dân làng nó cũng khá là mệt đấy. Mình sẽ phải ngồi lọc từng con zombie một. Nhưng mà tự nhiên nó hỏng phát là zombie dân làng nó cứ từ đâu nó tuần ra. Đó. Thế là mình set up xong một cái bệ bắn rồi. Cái bắn thuốc. Ừ. Một ông phù thủy sẽ ngồi chọi thuốc và đám dân làng. Nhưng mà giờ mình chưa có dùng được. Chúng ta sẽ để tạm ở đây đi. Tương lai chắc chắn nó sẽ rất là hữu ích ấy. Đang buồn cái vụ cái máy farm, đang không muốn chơi nữa, tự nhiên lại có chuyện vui. Thì thôi, chúng ta lại tiếp tục cố gắng cho cái map này vậy. Đầu tiên là mình sẽ phải sửa lại khu vực giữa. Mình sẽ đập những cái cục gỗ đi và đặt cái đuốc vô để nó có tỷ lệ spawn cho mấy con bò và cừu. Hiện tại cái map này nó hơi ít vật nuôi, mình muốn nuôi thêm một chút. Và thế là mình cũng có thêm động lực để mà sửa lại cái máy farm. Mình quyết định rồi. Mình sẽ sửa lại nó. Thay vì xây lại mới thì mình sẽ sửa nó. Nó sẽ khá tốn thời gian đấy. Trước đấy thì mình cũng đã dành thời gian để mà nhân giống lúa mì để mà có thêm đồ ăn. Giờ mình đã ăn bánh mì rồi chứ không phải ăn thịt thúi nữa.
mình đã sửa thành công cái máy farm ở khu vực farm, thì mình đã đổ thêm nước vô để cho cái đám zombie nó biến thành mấy con đuối nước. Mình không biết là ở phiên bản này nó có rớt vàng hay không. Ở phiên bản cũ lúc nó mới ra thì có. Nên thì mình cứ test đi. Sau một hồi farm và tìm hiểu trên mạng thì mình mới phát hiện ra là cái đám đuối nước trong phiên bản này nó chỉ rớt ra đồng thôi. Mình đã cố gắng đổi nó về phiên bản cũ nhưng mà nó bị lỗi map, thành ra là không có đổi được nữa. Và thế là mình đã nâng cấp nó lên phiên bản 1.21, phiên bản mới nhất để mà chơi. Và cũng khá là tình cờ, trong một đêm mưa bão thì mình phát hiện ra là khu vực ngay cạnh của mình nó thay vì có mưa thì nó lại có tuyết. Và khi đi vô thì mình phát hiện ra đây là biome Snowy Taiga, là một cái biome có thể spawn ra được cáo tuyết. Mình đã nhanh chóng lấy đá ra để mà lấp chỗ đấy, hy vọng sẽ khai thác được thật là nhiều tuyết, nhưng mà vẫn không kịp. Khi mình đặt những cục đá ra thì trời bắt đầu cũng tạnh mưa rồi. Và thế mình lại dành thời gian để mà sửa cái farm lại. Bây giờ mình sẽ chỉ farm bình thường thôi. Và với tỷ lệ rất là nhỏ thì mình sẽ nhặt được những cục sắt. Ngoài ra nó còn cho mình thêm redstone, cà rốt và khoai tây và những cái thứ khá là hữu ích khác. Trên cái map biển này thì cũng không có chỗ nào spawn quái cả, thành ra là cái máy farm hoạt động cũng khá là mạnh. Vài ngày trôi qua thì trời cũng bắt đầu mưa trở lại. Mình đã có thể ra để mà khai thác tuyết. Từ những cái mảnh tuyết này thì mình sẽ đào ra những cái cục bóng tuyết và mình sẽ chế tạo ra được block tuyết. Mình cũng không có rõ lắm, nhưng mình nhớ bằng máng là những con cáo tuyết nó sẽ spawn trên những cục đất và trên những block tuyết. Hình như là có spawn trên cả mảnh tuyết luôn đấy, nhưng mà chắc chắn là không spawn trên cục đá rồi. Mình sẽ làm một khu rất là rộng, hy vọng nó spawn ra mình cáo tuyết. Nhưng mà những con đầu tiên mình nhặt được là chó tuyết chứ không phải là cáo. Thế cũng được đi, coi như là thêm những người bạn, không nó cũng khá là đáng yêu. Ban đầu mình cứ chạy loanh quanh ở trong khu vực tuyết này, nhưng mà đợi mãi nó cũng không spawn ra bất kỳ một con gì cả. Mình đã cố gắng mình chạy xa ra hơn thì nó mới bắt đầu spawn. Và để nghiệm ra được điều đấy thì nó cũng mất của mình khá là nhiều thời gian nhé. Và cũng qua một quá trình tìm hiểu thì mình mới phát hiện ra là mình sẽ phải mang những con chó của mình ra xa hơn và đặt nó trên những cái thuyền, thì tỷ lệ spawn quái ở đấy nó sẽ được tăng ấy. Mình không chắc nữa. Có nghĩa là trong một khu vực thì những con động vật nó sẽ chỉ spawn một số lượng nhất định thôi, nhưng mà đặt trên thuyền thì nó sẽ không tính nó là động vật. Đợi lâu quá mãi nó cũng chả spawn thêm được gì. Thế là mình quyết định dành thời gian để mà đào đá. Dù sao thì cũng ở gần đấy ấy, hy vọng là khi mình đào đá xong nó sẽ spawn ra được cáo tuyết. Mình đã đào đá trong một khoảng thời gian rất là lâu. Khi mình đi ra thì mình đã gặp được một cái ông đổi đồ. Và mình không hiểu tại sao hai con chó của mình nó lại sổng qua đây nữa. Rõ ràng là mình nhốt nó trên thuyền này mà. Ê, khi nào Hero Bright thả tao. Và đặc biệt là mình không có tìm thấy con cáo tuyết nào cả. Trời ơi, toàn là chó không à. Các bạn nhìn vậy thôi chứ mình đã trải qua nửa ngày đó. Nửa ngày ngoài đời thật đó, trời ơi. Mình đã sửa farm zombie. Rồi mình ngồi mình đợi, đợi hoài, đợi mãi. Mình đã bắt đầu nghi ngờ nhân sinh, liệu rằng cáo tuyết nó có spawn ở trong khu vực đấy hay không. Nhưng mà tất cả những nguồn thông tin mình tìm được đều trả lời là có. Còn cái ông này thì khỏi nói đi, đổi ba cái thứ tào lao không à. Mà kể cả ông ấy đổi cái đồ xịn thì mình cũng đâu có lò bảo này mà đổi với ông ấy đâu. Cũng chả biết làm gì hơn nữa, gỗ cũng chặt được một đống rồi, đá thì cũng đào sắt một đống. Farm quái thì cũng farm được một nùi rồi, giờ chỉ có nhân giống khoai tây ra nướng để mà ăn thôi. Thời gian cứ thế trôi qua một khoảng thời gian cũng rất là dài rồi. Nhưng mà thứ duy nhất tăng lên là chó tuyết. Mình vẫn chưa phát hiện ra bất kỳ một con cáo tuyết nào cả. Mình lại bắt đầu nghi ngờ nhân sinh. Hay là cái map này nó tắt chức năng spawn của con cáo tuyết. Ông ngứa hơi nhiều rồi đấy. Đã bực rồi còn gặp ông nữa. Rách việc. Hứ này. Nào rách việc chưa? Thích hứ không? Đấy, tầm này mình không cần xô sữa nữa. Mình cho ông ấy đi luôn, mình lấy hai cái dây thừng được rồi. Có một cái dây thừng này. Đấy. Đấy. À đây à. À sao mắc cái gì toàn chó mày, Kuro mày. Chặt gỗ một lượt quay ra thấy chó. Đào đá một lượt quay ra thấy chó. Nung đồ một lượt quay ra thấy chó. Farm quái một lượt quay ra lại thấy chó. Trời ơi. Là sao nữa trời. Chó nó ra nhiều đây. Quá là bất lực, mình quyết định mình sẽ ngồi rình. Mấy lần trước toàn là mải chặt gỗ, mải đào đá, không có nhìn cái khu vực này.
Khi mà nhìn sang thì toàn thấy chó không mà. Lần này mình quyết định là mình sẽ ngồi đây mình dình. Không có đi đâu nữa, tôi chỉ ngồi tôi nhìn thôi. Mà không dịch thì không sao. Dịch mới phát hiện ra một cái bí mật. Là cái thứ động vật mà từ trước đến giờ mà tôi âu yếm. Con động vật mà trước giờ tôi cưu mang nó, tôi nuôi nó, tôi nuôi nguyên một đàn. Nó chính là nguyên nhân chính. Trời ơi, cái thằng chủ thì đợi nguyên cả một ngày rồi. Từ sáng đến giờ, bây giờ nó cũng 10 giờ đêm rồi. Nó spawn được con cáo nào là chó ra gặm con đấy. Không còn một con cáo tuyết nào cả, trời ơi. Bảo sao đến lúc mình đi ra thì nó không còn con nào hết. Nó cắn chết hết rồi còn đâu. Ôn nạn, cái con ác độc. Ác ôn, con cáo làm gì mày mày. Không nuôi nữa. Hỗn. Hỗn. Coi như là mình có giết thì nó cũng spawn thêm rồi ta. Khổ ghê á. Và thế là mình lại phải ngồi rình. Thật ra thì lúc này mình ngồi Discord có rất nhiều những YouTuber khác ngồi cùng mình á. Điển hình là Big Sack. Chắc là cái sự bất lực của mình có mỗi Big Sack hiểu đấy các bạn ạ. Một ngày. Không, một ngày một đêm. Chỉ để tìm con cáo tuyết. Đáng lẽ là mình đã làm rất nhiều thứ trong cái thế giới này rồi ấy. Nhưng mà chỉ vì đợi con cáo tuyết mà chúng ta đã mất nguyên một ngày rồi. Cũng gần 100 ngày trôi qua trong cái thế giới này rồi. Tất cả là chỉ đang ăn cáo tuyết. Và thế là mình phải ngồi đây mình rình. Chỉ ngồi rình thôi. Phải ngồi nhìn qua hướng bên này, không có dám đi đâu cả. Mình sợ là trong lúc mình đi nó lại spawn ra cáo tuyết nhưng mà bị chó nó gặm chết. Thế là mình lại phải đứng đây mình cứ ngồi mãi thôi. À mà mình cũng quên giải thích lý do mà mình tìm cáo tuyết. Hiện tại trong cái map này mình đã có đá, có cây, có gỗ, có máy farm. Để mà nâng cấp cái map này lên thì mình sẽ cần một thứ rất là quan trọng. Đó chính là Emerald. Cụ thể như nào thì tí nữa mình sẽ nói sau. Quan trọng là mình chỉ cần một cục Emerald duy nhất thôi là cái map này sẽ trở nên xịn hơn rất là nhiều. Nó sẽ mở ra một cái kỷ nguyên mới ấy. Và để kiếm được Emerald trong cái map này thì chỉ có một cách duy nhất. Đó chính là cáo tuyết. Khi mà cáo tuyết spawn nó sẽ có tỷ lệ 5%. Chỉ là 5% thôi á. Nó sẽ ngậm một cục Emerald. Và cuối cùng mình cũng đã tìm thấy nó. Một con cáo tuyết ngậm Emerald. Trời ơi. Quá lãng phí thời gian rồi. Nhưng mà không sao. Cuối cùng thì mình đã đạt được mục đích rồi. Ừ, nhưng mà cũng hết bố 100 ngày rồi.